Osen Ngọc Mai chính thức được minh oan sau chuỗi ngày bị tố ngoại tình. Mới đây, những vụ lùm xùm liên quan đến ca sĩ Osen Ngọc Mai đã được làm sáng tỏ. Trong suốt hơn một năm vừa qua, cô cùng gia đình đã phải chịu rất nhiều áp lực khi thông tin thất thiệt liên tục bị lan truyền trên mạng xã hội. Người được cho là chồng cũ chưa đăng ký kết hôn của ca sĩ, ông THP đã phải nhận cái kết đắng khi tung những tin đồn sai sự thật về cô lên Facebook. Trước đó, ông THP đã thẳng tay bóc phốt ca sĩ Ngọc Mai ngoại tình với nghệ sĩ Quốc Nghiệp khi cả hai vừa mới làm đám cưới chưa được bao lâu, khiến cư dân mạng đồng loạt quay lưng lại với cô. Tuy nhiên, không để bản thân chịu đựng sự oan ức, cô nàng nhanh chóng kết hợp với cơ quan công an để xử lý vụ việc triệt để. Sau một thời gian điều tra kỹ càng, chồng cũ của Osen Ngọc Mai cũng lên tiếng thừa nhận bản thân đã tung những thông tin sai lệch lên mạng xã hội để chèo kéo dư luận, xúc phạm hạ bệ ca sĩ. Cuối cùng, ông THP đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng. Những ai trước đây từng đứng về phía chồng cũ của Osen Ngọc Mai chắc nay phải vội quay xe lại thôi. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào về sự việc lần này? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.